Lâm Thị Ánh Nhung, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Mẹ của bé Phạm Lâm Minh Khang, bé bị sốt với lại nổi hạch, nổi hạch ở cổ. Ba bé thì đi làm hồ, mẹ thì ở nhà buôn bán quán ăn nhỏ ở nhà. Từ lúc bé bệnh thì mẹ nghỉ bán rồi chăm bé, rồi với lại đi vừa vô thuốc rồi về nhà phải chăm cho bé có sức khỏe để đi tiếp to sao. Còn ba thì việc làm thì không có ổn định. Sáng bé là bắt đầu pha thuốc, truyền thuốc, có khi một ngày thì 6-7 chai thuốc, vừa truyền vừa xạ nước để giải độc ngày, có khi là 6-7 giờ tối mới xong. Xong thuốc là mình ra nhà trọ mình ở, mình ngủ. Thì sáng hôm sau tới ngày là tới giờ vô thuốc thì mình quay vô mình đi pha thuốc mình làm. Muốn hai mẹ con có bữa thì nấu ăn cho bé, còn có bữa thì mình đi mua. Bữa nào bé thích ăn gì thì đi mua ăn. Ở nhà trọ có bếp ăn, bếp để mình đi mua đồ ăn mình nấu cho bé được. Rồi mấy đứa nó vô thuốc á khó ăn lắm. Những cái to đầu tiên á, nó thuốc mới vừa vô là nó giặt dữ lắm, nó làm thiếu máu đồ, bé làm lỡ miệng đồ nhiều lắm. Những to sau thì nó cũng đỡ hơn, nhưng mà những cái to thuốc mạnh thì bé cũng nhừ dữ lắm. Thuốc ngoài mình tự mua, ví dụ mà có uống kháng sinh hay là thuốc lỡ miệng hay là bất cứ gì là mình vẫn mua bên ngoài hết cho bé hết bệnh. Chăm cho bé đáp ứng được với thuốc tốt thì bé rất mau nhẹ, mau hết bệnh, đỡ phải vô thuốc nhiều đợt như vậy nữa. Lộc Châu Sẻ Chia đồng hành cùng Chiến Binh Nhí để có thêm sự chung sức của quý khách hàng, đối tác và tập thể cán bộ nhân viên để mang cơ hội chiến thắng bệnh tật đến với nhiều bệnh nhi và gia đình hơn nữa. Gửi tặng điểm thưởng từ ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu để ủng hộ cho các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo và giúp các em có thêm cơ hội khám phá cuộc sống đáng yêu và nhiều màu sắc này. Long Châu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng và đối tác đã góp sức cùng chương trình nối vòng dây yêu thương gửi đến các bệnh nhi. Long Châu Sẻ Chia đồng hành cùng Chiến Binh Nhí đã chính thức hợp tác cùng chương trình Mặt Trời Hy Vọng của Quỹ Hy Vọng để trở thành một chương trình dài hơi. Mỗi khách hàng có thể liên tục gửi tặng điểm thưởng đến các bé trên ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu.